Nạn nhân Hữu Tính đã chơi ma túy gần 3 năm. Hữu Tính khai với cơ quan điều tra đã chơi ma túy khoảng 3 năm trở lại đây, trung bình 2 tháng tính sử dụng ma túy một lần. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân quận 8 đề nghị truy tố Trần Hữu Tính về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 11 tháng 6, công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư Gia Việt và phát hiện 6 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Những người này gồm Trần Hữu Tính, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm, 34 tuổi, ngụ Long An, NTT, 35 tuổi, ngụ quận 11, Dương Thái Ngọc Huyền, 18 tuổi và TTA, 31 tuổi, cùng ngụ Phú Nhuận. 6 người này sau đó được mời về trụ sở để làm rõ. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Hữu Tính, Tâm và Huyền dương tính với chất ma túy. Tại công an quận 8, Hữu Tính khai đã chơi ma túy gần 3 năm nay. Cứ trung bình 2 tháng, Hữu Tính sẽ sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra công an quận 8 xác định từ tháng 11 năm 2021, Hữu Tính và A thuê căn hộ tại chung cư trên sống chung như vợ chồng. Hữu Tính cho Phi ở chung và chia tiền thuê. Rạng sáng ngày 11 tháng 6, Hữu Tính rủ T và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi. Tính và Tâm vào phòng của Phi thì thấy địa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên chia đôi, một trên hai viên thuốc lắc xài với Tâm rồi đi ngủ. Hơn một tiếng sau, Phi đi làm về biết Hữu Tính và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4 giờ cùng ngày, Huyền đến căn hộ và được Phi đưa ma túy để sử dụng. Trong khi đó, Phi khai nhận không nghiện ma túy mà chỉ mới lần đầu tổ chức cho Hữu Tính, Tâm, Huyền sử dụng trái phép chất ma túy thì bị công an phát hiện. Kết quả giám định, tinh thể màu trắng trên địa sành thu giữ tại hiện trường là ma túy thể rắn loại ketamine có khối lượng 0,8 gram. Một viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh dương là ma túy thể rắn loại MDMA thuốc lắc, tổng khối lượng 5 gram. Theo kết luận điều tra, ngay sau khi bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định tạm giữ, Hữu Tính và Phi cùng thay đổi lời khai về nguồn gốc số ma túy tổng hợp bị công an thu giữ tại căn hộ. Cả hai khai rằng số ma túy trên của Phi vì thời điểm bị bắt, cả hai cùng thỏa thuận sẽ khai như vậy. Tuy nhiên sau khi bị công an nhiều lần tra hỏi, Hữu Tính mới thừa nhận trước là số ma túy trên của mình. Phi nghe Tính khai như trên thì im lặng. Trước đó, tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, một viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh. Hữu Tính và Phi cùng khai nhận là ma túy tổng hợp của Hữu Tính để mọi người sử dụng. Đối với một thẻ nhựa và tờ 50.000 đồng cuộn tròn, Hữu Tính và Phi cùng khai nhận là của Phi để mọi người dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy.